Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về cái tựa game Dragon City. Anh em mình sẽ đến với một cái sự kiện mới đang khá là hấp dẫn nha mọi người. Ở cái sự kiện lần này thì anh em mình sẽ sở hữu được một cái thành viên thuộc dòng Legend, một con rồng mới nha mọi người. Chưa xuất hiện lần nào trên Dragon City. Một cái bé siêu trâu các bạn, sở hữu cặp sừng siêu to khổng lồ, tay cầm một chiếc đuốc nha. Con này nó sẽ có 4 chiêu và đặc biệt là có cái tuyệt chiêu mới luôn nha mọi người. Đây, tiếp theo thì anh em mình sẽ đi cày điểm của cái sự kiện lần này. Chỗ này thì Hunter đang lượm chiếc rương level 6 trước một cái nha. Ở cái chiếc rương này thì Hunter sẽ nâng cấp cho một cái chú rồng của mình lên được, đó là 5 ngôi sao vàng lấp lánh các bạn ơi. Sau một cái khoảng thời gian cày cuốc của team ha, thì team mình bạn nào mà chịu làm nhiệm vụ ha, nói chung là chịu ở lại thì chúng ta đã đều sở hữu được cái thành viên VIP rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến coi nhân vật này của mình, đó là đây 800 mấy nè các bạn, dư điểm luôn rồi. Ok, lẫm phát nha anh em. 5 sao không đùa được đâu, tầm khoảng 3 ngày mấy thôi là anh em chúng ta sẽ có một con rồng 5 sao siêu VIP. Đó. Rồi, bây giờ anh em mình có thể đi thu hoạch nhãn cái và mình cũng chia sẻ với các bạn cách để có thể cách để có thể anh em chúng ta sẽ Đây rồi. Anh em mình sẽ sao đây? Anh em mình sẽ đầu tiên là vàng, ối lộc, đầu tiên là orbit của Heroic đi nha mọi người. Đây. Anh em chúng ta sẽ vào shop mua một lượng orbit khá khá chỉ với là game 1 2 3 4 5 đó. Tốc độ luôn, đây 12 tiếng nữa anh em chúng ta vào mua tiếp. Đây. Cái nữa là lên level nhanh thì anh em chúng ta cần vàng các bạn, mình cần một cái lượng vàng rất là lớn. Đó. Hiện tại thì các bạn thấy mình đang có từ tầm khoảng 27 triệu vàng. Mình thì mình cần lên tới tầm khoảng 30. Mỗi lần mình thu hoạch vàng thì nó cũng tầm khoảng được bèo cũng trên được 10k ha. 29 đây nè, 30 chưa. Cái này thì tầm khoảng 1 tiếng ha, hoặc hơn 1 tiếng các bạn có thể vào thu hoạch một lần. Ôi, 30 rồi đó các bạn ơi, 30 triệu vàng. Và anh em mình lại tiếp tục đi mua một cái nhà cho rồng. Sau khi mua nhà xong thì nên chúng ta sẽ xây dựng rồi nha. Đây rồi, ui trời, sao mình bèo dưới ta thu hoạch gì đâu mà. Cái nhà cho rồng đúng không? Nhà này, đây. Nhà cho rồng là cái nhà này 30 triệu vàng nè các bạn. Đó. Ok chưa? Rồi, cố lên. Wow. Và mình cần chú ý là anh em chúng ta sẽ tập trung những cái con rồng VIP của anh em mình vô cái khu vực này nha. Những cái con rồng mà mạnh mạnh á thì các bạn hãy đưa vô đây để cho nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình. Đây mình gom tất cả những cái mà tăng cái lượng ấy lên đó, cho nên các bạn sẽ thấy nhẹ chỗ này nè. Đây 244 269. Đây 200 mấy không nha mọi người. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực nha các bạn, một cái khu vực rất là đặc biệt và thú vị. Đây sẽ hỗ trợ cho anh em chúng ta sẽ kiếm thêm một cái lượng điểm coi khá khá luôn nha. Ok, mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Wow, chỗ này thì các bạn sẽ để ý nè, mỗi hiệp chúng ta sẽ kiếm được tầm khoảng 90 điểm nha mọi người. Rồi, vô keo. Đây, pha này thì mình sẽ đến với thành viên đó chính là Macaron. Bé này thì lượng đam nó cũng khá là ổn luôn, 87.000 ha. Và nhân vật Heroic của mình thì sao đây? Wow, cần gọi là sạch sẽ luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ xài tuyệt chiêu khoan đã. Lần này anh em mình sẽ xài tới cái bé trâu mũi khoan đi. Bé yêu này của mình hiện tại mình nâng lên được tầm khoảng 4 sao rồi các bạn. Và level của chú ấy đang là 55. Tầm này thì cho cái con Heroic mới ra quậy là ok nhất nè. Đó. Hey Co, pha này chúng ta phải phá giáp của tên bạn trước nha. Ca này thì cho bé yêu này ra gọi là chịu đựng đi. Đó, tới công chuyện liền. Sau khi mà chịu một cái lượng sát thương khá khá rồi thì wow,
Cái gì ghê vậy? Trời ơi, mới có level 55 4 sao thôi mà nó quất người ta có một cái một là bay màu liền cả nhà ơi. Quá ghê gớm luôn. Rồi, pha này thì anh em chúng ta sẽ xử tem bạn một cách nhẹ nhàng hơn, mang cái con trâu này ra mà nó cưa một cái một là đi bụi nữa. Rồi, chỗ này thì mình sẽ nhờ đến cái bé gọi là siêu phẩm. Đó, hàng cực VIP luôn các bạn ơi. Rồi, chỗ này thì sao đây? Một sao hả? À, đúng rồi. Mình nghĩ là con trâu ra nó cương cái chỗ này là ok luôn á. Đó, 72 ngàn ha. Tầm sát thương vậy là mình tính toán được. Vô keo. Hiệu ứng đến từ nhân vật Heroic mới này cũng khá là đẹp luôn. Đó, không biết mọi người đã nhận cái con Heroic mới về chơi chưa ha. Và trong cái khoảng thời gian giai đoạn đầu mới nhận thì anh em chúng ta sẽ quậy nhẹ ở trong cái khu vực quest được. Đây, mỗi hiệp trong khu vực quest thì các bạn sẽ kiếm được thêm những cái orbit của ba thành viên rồng này nha. Tới cái giai đoạn cuối cùng thì anh em mình mới có thể bế được các bạn ơi. Đó, Hunter thì đợt này mình chịu rồi. Đó, vô keo liền, Như Lai thần trưởng liền các bạn à. Cú sút thần công. Rồi, lượm nhẹ một ít nè. Đó. Và cách nâng sao, cách nâng cái kiếm thêm orbit cũng như là nâng cái này thì các bạn sẽ chiến đấu thật là nhiều nha. Mỗi lần chiến thì các bạn sẽ kiếm thêm đó, những cái số điểm ha. Anh em chúng ta còn phải tích góp các bạn. Wow. Lên level 30 mới cho đánh nữa luôn hả? Mấy con này mình phải cho nó lên cấp đối với được nha mọi người. Wow, lên level 30 là nó cũng hơi chua đấy. Đó, 30 luôn, mình cũng ráng mình gồng. Mình ráng mình gồng với tem bạn luôn chứ. Rồi, cố lên cho rồng ăn nữa nè. Con này 20 đúng không? Wow. Mình đang định để thức ăn để mình cho cái con bé trâu mũi khoan của mình cho nó lên level các bạn. Nhưng mà cái lượng thức ăn này nó quá ít đi, nó không đủ để cho rồng nó lên level cao được. Tạm thời thì nên chúng ta vẫn mang nó để đi chiến đấu được ha. Vô keo. Đó, hết sảy luôn. Rồi, tiếp theo qua cửa nha. Ôi, một tiếng nữa mình mới chiến đấu ở đây được ha. Ở số điểm coi này thì lụm luôn đi. Đây, cày đổ các kiểu con đà đẻo luôn. 1, 2, 3. Khi mà các bạn chiến đấu càng nhiều ha, các bạn dùng một con mà hạ được nhiều đối thủ hơn thì cái điểm này của các bạn sẽ tăng lên nha. Đó, nó sẽ hỗ trợ rất là tuyệt vời cho anh em mình luôn. Quan trọng là giai đoạn đầu nha. Ui, chỗ này chúng ta không có ai đổi. Ui, khoan, cộng 5 trừ. Này có ai đổi với mình chưa nhỉ? Chưa các bạn ơi. Ui, anh em nào có đổi với HNT với. Cái con này của mình là C nè. Hiện tại hắn tay đang cần cái thành viên này. Đó, các bạn nên thiếu con rồng nào thì comment nói mình biết với để mình sẽ chuyển bớt cho các bạn nha. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với các khu vực nữa là khu vực list nha mọi người. Ở đây mình gõ được tầm khoảng 3 hiệp nữa. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Đây, vô kèo nha. Rồi, mình sẽ cưa nhẹ cái thành viên lão già râu dài này. Và sau đó mình sẽ cho cái con Heroic ra nó cắn nha các bạn. Đây, giai đoạn đầu thì các bạn chú ý thành viên này cần hạ 500 bé. 500 bé nha mọi người. Thì chúng ta sẽ được tầm khoảng 60 orbit của cái thành viên này luôn. Đó, đây cũng là một cái cách cày để kiếm orbit dành cho dân cày nha mọi người. Rất là tuyệt vời ấy. Rồi, chỗ này thì 101. Đây, tới công chuyện luôn nha. Wow. Rồi, chỗ này thì anh em mình lụm được luôn nè. Thành viên tem bạn thì còn một bé nữa. Bé này là Heroic rắn đất. Đó, cổ lên, cổ lên. Rồi, ok ha. Vẫn đủ sức để có thể vượt qua được. Lần này thì anh em mình sẽ đến với đội hình
Đây, đội hình chua chát hơn một tí. Wow, rồng xanh vượt đại dương. Rồi, bây giờ thì anh em mình khều. Úi, chất lượng sát thương còn được ít lên gấp đôi nữa nè. Đó, tới công chuyện liền. Rồi, ở đây thì này chúng ta sẽ thấy đó là tuyệt chiêu mặt trăng ha. Wow, Demon. Đây rồi, quá tuyệt vời. Một hồi thôi là anh em mình cưa sạch sẽ luôn. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực nữa là khu vực Arena. Trong đây thì cao thủ đứng đầy, đầy luôn các bạn ơi. Chỗ này thì chắc có lẽ là mình phải nâng cấp cho bé trâu mũ khoan của mình lên đó, thì cầu mai anh em mình mới qua nổi đấy. À đúng rồi, anh em mình có thể mở thêm cái khiên nha mọi người. Đây, tăng sức sát thương của chúng ta lên. Ok, let's go. Lắm. Yeah. Giai đoạn này thì mình sẽ được búp lên một phần khá là đáng kể luôn đó mọi người. Wow, lượng máu của anh em mình tăng một phần cũng khá là ổn. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bé trâu ra cưa nhẹ tem bạn nha. Vì là thuộc dòng Heroic cho nên là cũng khá là mạnh. Ui, con này nó quất mình hai cái luôn, trong khi mình quất tay bản có một cái ha. Chơi như vậy là không có công bằng đâu đó nha. Rồi, lụm luôn các bạn ơi, nói năng gì nữa. Thành viên tiếp theo thì vẫn là một cái bé Heroic các bạn. À, rồi, hai con Heroic solo tay đôi với nhau xem. Đó, thêm một cái nữa là qua cửa nè. Rồi, level 7 chốt. Wow, 100.000. Chết chưa. 100.000 mà nếu như không đam thì nó sẽ giảm xuống còn 50%, là tầm khoảng 50 hay 50 mấy ngàn. Ui trời, ui, sao nó quất gì mạnh như vậy. Ui, tính toán của anh em mình sai hết rồi. 106. Ui, level 70 các bạn. Một chiêu của nó thôi đó là nó lấy đi của anh em mình cũng tầm khoảng 100.000 máu rồi. Ôi, ôi, tính toán không ổn rồi. Hang tài tính kiểu này là đi du lịch luôn. Mặc dù có thể qua cửa được nhưng mà anh em chúng ta phải hy sinh hết rồng VIP rồi để có thể chiến đấu tiếp theo, lại là một vấn đề cực kỳ khó cho mình. Wow, thôi rồi chạy các bạn ơi, quá căng. Rồi mọi người ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha, anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.